chém gió với anh em, con Toyota Wigo 2023 vừa ra với cả là chiếc xe Mazda 2 thì nên mua bản nào hơn? Phân tích từ thiết kế động cơ cho đến các thứ nhá. Và phân tích kiểu làm nghề độ xe thôi chứ không phải là chuyên gia chuyên đi review xe rồi đánh giá xe rồi bán xe, để anh em có thêm một góc nhìn. Nếu anh em nào không ưng đừng có ném đá nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến mức giá. Toyota Wigo đang niêm yết là 405 triệu và chiếc xe này niêm yết là 415 triệu. Đấy, thì chiếc xe này ấy, nếu như mà từ mùng 1 tháng 7 thời điểm mình quay này đến mùng 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được giảm 50% thuế, có nghĩa là được giảm 6%, còn Toyota Wigo thì không có. Nên là mình nghĩ trong trường hợp này anh em chưa mua Toyota Wigo vội, bởi vì là mức giá sẽ phải đao xuống chứ không thể để mức giá này được. Đấy, mức giá 405 triệu hơi cao, hạng A thì hơi cao. Nói đến đấy là mức giá anh em nhá. Thì chiếc xe này được ưu đãi thuế nên là chắc chắn nó sẽ rẻ hơn. Đắt hơn 15 triệu mà lại được giảm 6% thuế của chiếc xe thì cứ cho là 415 x 6 45 20 46. Nói chung là khoảng 25 triệu. Đó, còn Wigo thì không có, nên là mình chắc chắn rằng Wigo để bán được, một là phải miễn thuế 100% thì mới có kích cầu, chứ còn không thì khó lắm. Còn không được thì thôi nha, chỉ chém gió thôi. Cái thứ hai, mình sẽ nói đến động cơ này. Con này là 1.5 và con Wigo thì là 1.2. Đấy, 1.2 thì chắc chắn là yếu hơn thôi. Máy to khỏe hơn, chắc chắn là tốn xăng hơn. Còn nếu như anh em mà marketing mà quảng cáo về Wigo, chiếc xe tiết kiệm xăng, tất nhiên lái không sướng. Muốn một cô gái ăn nhiều mà lại muốn chạy khỏe thì khó quá. À, ăn nhiều mà chạy, ăn ít mà chạy khỏe thì khó. Nhưng mà con này thì ăn nhiều hơn, chắc chắn chạy sướng hơn. Rồi nói đến ngôn ngữ thiết kế đi. Tùy vào nhu gọi là sở thích anh em, nhưng mà mình ấy là theo kiểu Việt Nam mình là mình thích Mazda thiết kế đẹp. Dù có hơi nữ tính đi, chị em đi xe này xuống check in chụp ảnh là auto đẹp, đẹp gái. Đấy, còn nếu như mà đi Wigo thì anh em chụp ảnh thì có thể là nó đẹp hơn tí, bởi vì là thiết kế của Wigo nó có gân guốc hơn tí, nhưng mà nuột nà thì mình thấy Mazda nuột nà hơn. Rồi, hệ thống đèn. Đèn con kia có đèn LED, thì con này đèn LED mà con này còn bi LED cơ. Cảm biến phía trước không có. Cái này anh chị em mà có nhu cầu thì độ thêm nhá. Ví dụ bên mình này độ tóe loe luôn. Rồi đi sang bên này, mâm đi. Mâm của Wigo thì đời mới 14 inch. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích cái mâm này hơn. Đẹp hơn tí đấy. Rồi trang bị này, gương. Wigo có trang bị gương điện, có cả cảnh báo điểm mù. Đấy. Cảnh báo điểm mù cần đi độ thêm, đơn giản 5-6 củ. Ngon luôn. Nên là đấy là cái điểm thiếu. Rồi, quay đằng sau đuôi đi. Sau đuôi của cái con Mazda 2 này cho anh em xem này. Vuốt như này đẹp không? Đẹp chứ, oách select chứ. Nhưng mà con Wigo ấy là được trang bị hai cái cảm biến, một cái camera lùi. Còn bản thiếu này là không có luôn. Mazda 2 không có. Không có ai độ thêm. Mình lắp cái màn hình Android có 2.990.000. Ngon gấp 10 lần. Cốp. Ai à, em thấy không? Rộng vãi cả đái luôn. Ok, cảm biến anh em độ thêm nhá. Rồi chúng ta vào xe nào. Cái này mới là cái quan trọng, rất là quan trọng luôn. Anh em đang lắp đồ thôi anh em ạ. Thứ nhất là ghế nỉ, thì con nào chả ghế nỉ. Wigo cũng ghế nỉ, con này cũng ghế nỉ, nên là bằng nhau. Nhưng ấy, ở trên cái phím bấm này, Wigo có phím bấm gọi là khiển vô lăng, con này không có. Thì mình độ thêm ở đây. Con chuột ở đây sang chảnh. Đâu, chuột đâu? Anh Nguyễn Văn đang máy trong kho. Ok. Nhưng mà cái con này là máy thế hệ mới, không phải máy Daihatsu nha. Máy này là lắp được cruise control. Còn nếu mà Wigo là không lắp được cruise control. Đấy, con này là có cái núm này. Mình không thiên vị cho con xe nào cả, bởi vì mình không bán xe nào cả. Mình chỉ độ xe thôi, mình phân tích ở trên cái ngôn ngữ gọi là nông văn dền. Gì nữa nhỉ? À, ngồi ghế đằng sau. Chiều dài cơ sở của Wigo là 2 mét mấy ấy, 2 mét 5 mấy ấy, thì nó sẽ dài hơn con xe này. À, rộng hơn con xe này, nên là chạy dịch vụ là làm được. Còn xe này mà chạy dịch vụ thì hơi bé. Thôi thì đổi lại nó lại có cái đẹp. Nó thiết kế nó cân đối.
Thế thôi nhỉ, về mức giá này, về thiết kế, về động cơ. Đấy, còn mình nghĩ là trong đợt này thì Wigo sẽ chưa thể bán được mức giá là 405 với cả 370 triệu với số sàn được. Giá thì hơi cao, trong phân khúc các con này nó giảm nó sâu hơn. Chắc chắn rằng là sẽ có khuyến mãi. Anh em nghĩ sao? Còn mình thì mình nghĩ là mua con nào cũng được. Mua xong cứ qua Trung Auto đỗ xe là ok hết. Còn anh em.